thì em tên là Sinh, em thì thiên giao lưu đồng hồ của Nhật nha. Hôm nay thì em xin quay clip này đến thanh lý hai con đồng hồ này. Thì con thứ nhất là con Citizen này ha, con này là ngang là 24, cao là 28 nè, kích thước rất là bự. Con này cái mặt phay vàng rất là đẹp nha anh chị em, bằng nhôm xước nha, bề trên bề dưới. Bốn cái trụ này thì là bằng đá nha, này anh chị em ha, hình thức là còn mới nha, rất là đẹp. Nó mỗi tội là bị dở kính thôi, thì cái này không có thời gian làm để bán anh chị em, lại anh chị em là mua về cắt kính đó, ha. Tự cắt kính này tự lắp ha. Đây đèn sao nữa nha, này còn rất là mới nha anh chị em, sử dụng hai pin tiểu. Đây là cái lưng đó nè ha, này cái lưng cái nắp đó nè. Cái lưng này thì do nó bị lúc bị dở thì nó bị xúc ốc này, về anh chị em bắt ốc lại ha. Đó thì đây này anh chị em chỉ có thể xử lý dán là dán đề canh màu đen nữa là ok. Đó, lắp vô là dán rồi ha. Đó, con này rất là đẹp nha anh chị em, về cắt kính lại ra tiệm cắt kính không có nhiều tiền chứ. Này đo cái ni lại cắt đẹp, này hai con trụ hai bên của mần nhôm luôn nha, kích thước rất là lớn nha, chỉ số là mã luôn đó. Bốn trụ này bằng đá nha, bề trên bề dưới đây nó hơi xước chút xíu nha đó. Nhưng mà con này rất là đẹp nha, cắt kính là rất là đẹp nha anh chị em, về tự cắt kính này tự nói chung là vừa chơi vừa tự mày mò luôn á, lắp kính là ok hết, bắt ốc rồi nha. Thì con này em bán thì thanh lý là 1,5 triệu anh chị em. Con này kích thước 24, cao 28, nặng là khoảng 4 kg nha. Đó, có 4 trụ đá này nè. Này là do chưa lúc ốc nó còn bị bắt lên anh chị em, dặn ra là ok hết. Thì anh chị em lắp cái vỏ cái lưng này lại nè, rồi nó cứng cáp nha, không có gì hết. Này tiếp theo thì em xin thanh lý cái con này. Đây con này cũng hàng mới chưa dùng luôn nè, người 579 nè, hàng mới chưa dùng luôn. Đây còn bọc này nè ha, nói chung là hàng mới chưa dùng đó. Này, con này thanh lý là do là cũng bị nứt cái kính đó. Anh chị em mua con này về là tự cắt kính tại vì không có thời gian, hoặc là kiếm cái xác nào đó mua là lấy cái kính lắp qua là ok. Hàng mới nha anh chị em, này này đem lấy ra ha. Này, đây nha, còn sách hướng dẫn sử dụng với bảo hành nè, chung nguyên đây mấy cái móc theo máy luôn nè. Đó, thì con này là hàng mới chưa dùng nha anh chị em, nhưng mà tại nó bị dở kính nè. Này đó, hoạt động ok hết nha. Này con quay nè, con quay cũng hoạt động ok hết. Thì con này anh chị em mua về là cắt kính nha, có cái ni sẵn nè, anh chị em tháo ra cắt kính là lắp vào hoặc là mua cái xác máy khác đó. À, ok, hàng mới chưa dùng luôn, còn rất là đẹp nè, test chức năng nó ra lên. Chưa bật lò lớn lên nè, hoạt động là ok hết, là chuyện mỗi dở kính thôi nha. Này nó còn cái lớp bọc nữa nè, lớp bọc mới của cái máy này nha. Đó. Đây. Nào. Còn mới nha anh chị em con này. Đó. Thì con này mua về anh chị em lắp kính hay mua cái xét cái máy này là lắp cái kính vô là ok đẹp hết. Đó. Thì con này em bán giá thanh lý là 2,5 triệu nha anh chị em. Đó,
Em không có thời gian cắt kính em bán cho anh chị em về tự cắt luôn. Đó. Thì xin thanh lý hai cái gòn màu để anh chị em tham khảo, xin cảm ơn xin chào.